Tay bộ gì á? Tay của một xanh luôn con. Đúng rồi, con màu xanh cái đây. Trời ơi lấy màu. Ok, ngồi mẹ rồi tô tiếp. Ai mà con nào rồi tô tượng thì con phải tô xong. Rồi, ok, cô kéo ra cho tô. Đấy, tô đi. Rồi, tô xong rồi thì đi. Chưa tô xong rồi đi nấu ăn à. Bye, bố mẹ cho đi rồi. Có thấy ghê không? Ôi. Quay lại. Lấy đúng màu xanh thôi, đừng lấy màu khác bẩn xấu đấy con ạ. Trời ơi, lè quá con. Ôi, rớt vào tay con. Con to đi. Đẹp. Ơ, màu xanh đang nguyên mà rửa làm gì. Thâm à. Mình lại lộn màu khác mình phải rửa chứ. Rồi. Echo, echo. Nó ra màu gì rồi con? Ra màu gì rồi con? Em vô tâm, em lên, em mắt em. Của anh ạ. À,